Hello các bác và anh em nhá. Các bác có nghe cái gì không ạ? Đấy. Kịch. Tiếng nó thả nghe quá đã. Chắc là anh em nghe qua điện thoại thì nó phần nào thôi đúng không ạ? Còn bên ngoài thì đánh rung người thì các bác ạ. Trước mắt các bác là bên em đang thực hiện test súp điện CF Bát 40 các bác nhé. Một dòng súp cực kỳ có thương hiệu. Loa CF thì các bác bắt gặp nhiều rồi, nhưng mà súp CF thì rất hiếm đấy các bạn. Rất may là đợt này Doãn Hưng về đồng bộ được ít súp hơi 40, súp hơi 50, rồi súp điện 40 đều của CF này. Đúng là những dòng thương hiệu thì nghe tiếng nó khác bọt hoàn toàn các bác nhé. Mà mẫu này thì nó đẹp mini. Một cái mẫu súp có thể nói ít có dòng súp có được những cái mẫu nhìn nó chất như thế này, vuông hẻm sắc cạnh các bạn. Súp này là súp hầm nhưng mà lại có căng ở đằng trước. Chỉ nhìn cái tem của nó đã sướng rồi. Đẹp như mới anh em ạ. Rất tiếc là bên em chỉ về được có hai cặp. Và hiện tại là chỉ còn một em này các bác nhé. Một em duy nhất. Hôm nay nhân tiện là test súp cho khách. Em lên sóng review qua về cái con này. Anh em xem hình thức mẫu mã thì không có điểm chê rồi. Nó quá mỹ mãn. Về độ chất lượng của nó thì cũng ít có dòng súp có thể ăn được. Đấy. Con Hưng đang đánh một sợi dây kéo từ vàng về. Súp điện thì chúng ta chỉ cần lấy tín hiệu từ cổng súp của vàng ra này các bác nhé. Các bác mua thì em sẽ kèm theo dây rắc thế này. Đấy. Có này thì Doãn Hưng mới mở gọi là ở mức vừa phải đấy các bác ạ. Con này càng mở lớn nghe càng phê. Đã. Đấy, cái phần cắt cốt này em cũng mới mở có ít thôi. Đấy. Các bác nghe nó không có một tí phè tí rè nào. Đấy. Mở lớn nên nghe tiếng vẫn cứ chắc, cứ mạnh. Đấy. Tiếng rất là dày, mềm và ấm đấy. Có lẽ công suất của nó là 300W này, suất đầu vào này. Giải tần hoạt động 40Hz đến 150Hz. Chở kháng 8 ohm. CF là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Italy. Đấy, con này thì nó đồng bộ CF, nó sử dụng hơn cả củ bát của CF luôn. Các bác nhìn củ bát ở bên trong khá khá hoành tráng. Từ con này tầm từ 20 côn 76 các bạn, chắc là côn 76. Đấy, xương nhôm đúc rất là hầm hố. Bo mạch nó đây. Bo mạch của nó thì không quá khổ nhưng mà nó chất lượng các bác nhé. Đây là nguồn xuyến này. Đấy, sử dụng 4 sọt Toshiba, 2 tủ lọc quẩn. Với cái bo mạch này thì nó sẽ rất bền. Và chạy sọt tô thì nó sẽ rất khỏe các bác nhé. Đấy, mặt đằng trước của nó không có điểm chê. Một cái bát độ nét quá cao, độ mới và nó chất lượng. Này thì đẹp không khác gì mới đúng không ạ? Cái quả súp này nó nặng tầm 50 cân các bác nhá, hai người bê còn nặng. Cái này một người thì không bê được. Đấy, một mình em thì không nhúc nhích được. Rất là nặng. Có lẽ họ thiết kế cái thùng quá dày các bạn, nó cực dày, nó chất lượng. Nó dày, nó chất cho nên bê cái quả súp này là cong lưng đấy. Quả này các bác đánh thì chấm hết rồi. Đấy. Quả này thì nhiều những cái loại súp hơi tạp tạp là không ăn được các bác nhá. Còn những cái dòng súp mà hàng fake, hàng nhái ở trên thị trường thì nó chấp một mắt không tính các bác. Chúng ta không tính những cái dòng súp mà cái loại hàng nhái trên thị trường rất nhiều đấy. Cũng thương hiệu của B3 rồi JBL các kiểu, DMX cả là sau center hay này lọ, nhưng mà đấy nó chỉ là hàng fake hàng nhái thôi. Còn chúng
chúng ta đến với những cái dòng súp hàng bãi xịn, hàng chuẩn. Chất âm bao giờ nó khác bọt, đánh súp cả ngày cũng được, không bao giờ nghe chán các bác nhá. Đoàn Hưng đang mở cái bản nhạc gọi là có lời đấy các bác nhá, có lời này. Đánh những bản nhạc có lời mà ở đây nó không có một lẫn một tí lời nào các bác nhá. Tiếng ba giải nó xuống rất sâu, dày ấm. Và cái dòng súp này thì bao cho anh em đánh với những cặp loa full 30 thoải mái. Thôi các bác nhé, mở nhiều nhạc có lời là nó sẽ dính bản quyền. Cái này thì em thực hiện theo yêu cầu của các bác, chốt hàng là muốn lên sóng để test chất âm thôi, chứ còn là súp thì em không còn nhiều nữa các bác ạ. Kể cả súp hơi, súp điện thì đấy, các bác thấy được là riêng súp bên em thì bán như bán rau, các bác cứ không nhanh là hết. Súp điện bây giờ hiện tại chỉ còn một quả duy nhất thôi, các bác nào nhanh tay đặt hàng thì còn các bác nhé. Quả nào cũng đẹp, không có quả nào xấu, ở đây không có quả nào xấu. Hàng bên Doãn Hưng tuyển thì các bác yên tâm, lúc nào cũng chất nừ. Súp 40 này thì hết rồi các bạn, súp 50 này thì cũng đều của CF hết này, em chỉ còn một quả nữa sao đó. một hay hai quả. Qua này thì đóng hàng và vãn cho các bác rồi. Thôi các bác nhá, có người gọi rồi, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại này, anh em có thể nhắn tin Zalo, bên em tư vấn gửi hình ảnh. Địa chỉ Doãn Hưng là Giao Sơn, Giao Thủy, Nam Định, bên em giao hàng toàn quốc, các bác ở gần có thể đến tận nơi để tuyển cho mình những mặt hàng ưng ý về chất lượng. Anh em nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Đấy, các bác chấm tặng cho mình xin luôn like nhá. Rất cảm ơn các bác anh em và hẹn gặp lại mọi người ở clip khác.